Chào các bạn, hôm nay mình làm clip này xin giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm bao da Clearview dành cho các cái đời Samsung, bao da hai mặt dành cho các đời Samsung. Trước đây cái hãng Samsung chỉ chú trọng sản xuất đến cái sản phẩm bao da Clearview này cho các sản phẩm dòng cao cấp như là Samsung Note 8, Note 9, các dòng Note và các dòng S, S8, S9. Chứ không chú trọng tới các cái dòng sản phẩm đầy tầm trung như dòng A, như dòng A5, A7, A8, A9 và các dòng Z tầm thấp như dòng Z, Z5, Z7, Z8. Nhưng mà hiện nay thì shop mình đã nhập về đầy đủ các cái sản phẩm bao da của các cái model hầu như là đầy đủ, có hết của Samsung. Thì bề ngoài khi các bạn nhìn đặt cái bao da, khi bạn nhận được cái bao da này thì các bạn nhìn thấy đây là cái vỏ ngoài của cái bao da, vỏ ngoài đựng của chiếc bao da Samsung sản xuất. Thì các bạn mở bao da ra thì các bạn sẽ thấy cái bề mặt của chiếc bao da được thiết kế bằng nhựa cứng cao cấp, bề mặt phủ tráng gương rất là bóng sang trọng, và các bạn có thể nhìn thấy bên trong khi các bạn bật màn hình lên, hoặc là khi có gọi rồi đến hoặc tin nhắn, các bạn có thể nhìn thấy bên trong hình ảnh bên trong của chiếc điện thoại. Còn khi bạn nhận được cái bao da thì bạn mở ra nhé, cái bề mặt tráng dương của nó cũng có phủ một lớp ni lông này bảo vệ này để chống va đập chảy xước trong khi vận chuyển. Còn phía bên trong của nó, bên trong của nó cũng được phủ một lớp ni lông rất là cẩn thận, là rất là cầu kỳ, có một lớp ni lông như này. Đấy, và bề mặt bên trong thì nó làm sần nhám để chống xước. Thì mặt sau của nó là chất liệu da cao cấp, các phím bấm âm lượng, các phím tiện ích bên ngoài mình có thể bấm rất là nhẹ nhàng dễ dàng. Đấy, sau nó có hai lớp như này để tạo thành chân đứng rất tiện lợi khi các bạn để điện thoại trên bàn đọc báo, xem phim. Đây mình ốp một con máy thực tế cho các bạn. Đây là con Samsung S7S. Ốp thử con này các bạn xem. Nhìn rất là ôm rất là gọn, chắc chắn, hội tụ đầy đủ các tính năng bền đẹp, thời trang, bảo vệ tuyệt đối. Trước đây các loại bao da thì nó chỉ mang tính chất bảo vệ chứ nó không hướng tới thời trang, nhưng riêng cái sản phẩm Clearview, bao da Clearview của Samsung thì nó không những chỉ là chiếc điện ốp bảo vệ cho chiếc điện thoại của bạn để khỏi chống va đập rơi vỡ chảy xước, mà nó còn là chiếc ốp thời trang rất là cá tính, làm tôn thêm vẻ đẹp cho chiếc giấy yêu của bạn. Trước đây thì shop mình thì đã bán hàng từ rất là nhiều năm nay rồi, nhưng mà mình chỉ chú trọng đến bán lẻ, các shop bán lẻ, các hệ mình có hệ thống shop bán lẻ và bán buôn trên giao buôn cho các cho các shop trên toàn quốc, nhưng mà mình không chú trọng tới bán hàng online. Và hôm nay là clip đầu tiên mình làm clip này để giới thiệu cho các bạn ở xa trên toàn quốc có biết đến cửa hàng mình, về shop mình và có cơ hội mua sản phẩm. Giá rất là ưu đãi, là một chỉ có giá của nó chỉ có 189.000 các bạn nhé, 189.000 bao gồm cả phí ship code. Mình khi các bạn nhận hàng các bạn có thể kiểm tra hàng thoải mái, ưng thì các bạn lấy, không ưng thì các bạn có thể hoàn lại hàng cho shop, không vấn đề gì cả. Nhưng mà chắc chắn là các bạn khi các bạn nhìn thấy cho nhận được sản phẩm các bạn sẽ ưng ngay. Các cái phím bấm lượng khi mà này, các bạn nhìn này, mình khởi động máy lên, mình bóp cho xong lại xem cho dễ. Khi có gọi tin nhắn đến, các bạn cũng có thể nhìn thấy hình ảnh bên trong, mình rất là tiện lợi, mình không cần phải mở lắp ra, mình có thể nhìn để xem được giờ, ngày giờ, đây tin nhắn, mình rất là sang chảnh. Các bạn có thể tạo thành chân như này để đọc báo, để trên mặt bàn. Rất là tiện lợi. Các bạn hãy nhanh tay comment và
Facebook cho mình số điện, theo số điện thoại hiện trên màn hình nhé, số của mình 098 789 3999, hotline của mình Facebook, Zalo. Mình sẽ có nhân viên tư vấn và gửi hàng cho các bạn. Các bạn có thể kiểm tra hàng, mình sẽ nhận ship code toàn quốc, các bạn có thể kiểm tra hàng trước khi nhận. Thế đây, như mình đã nói, những cái sản phẩm trước đây cần đi sản phẩm bao ra cần review trước đây thì không đấy, các sản phẩm đề cao không có các dành cho các sản phẩm Samsung tầm trung và tầm thấp, nhưng hiện nay các bạn nhìn thấy, có thể nhìn thấy này, mình có sẵn tại shop này Samsung Z4 cộng này, Samsung S8, S9, S8 Plus này, các dòng A8, A9 đời mới nhất, A7 2018, Note 9, Z6 Plus, Samsung Z6 Plus. Nó cùng có 3 màu chính cơ bản các bạn nhé, A7, A8 Star, vân vân, có rất nhiều model khác. Mình chỉ xin giới thiệu qua một số mẫu. Nó gồm có 3 màu: màu đen than, màu hồng và màu vàng gold. Mình có thể nhìn thấy trên này hình như có 3 màu. Mình đang có 3 mẫu cơ bản để giới thiệu cho các bạn. Như này. Thời trang bảo vệ tuyệt đối, thiết kế đẹp, hoàn hảo, chắc chắn. Lắp một máy rất là fit, rất là ưng ý. Mình rất in sản phẩm này.